Trang Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn đưa thông báo về buổi tiệc hội ngộ thương gia và dân cử diễn ra tại Bắc California. Quý vị, ngày 25 tây tháng 2 sẽ có buổi hội ngộ thương gia và dân cử do tổ chức Vietnamese American Business Association tức là VABA tổ chức. Trong đó quý vị sẽ có dịp gặp gỡ với các chính trị gia hàng đầu tại California gồm có chủ tịch của Hạ viện California, bộ trưởng tư pháp của California, dân biểu tiểu bang rồi à, giám sát viên quận cũng như là các thị trưởng của các thành phố đặc biệt là có sự xuất hiện của chánh biện lý quận Sacramento người Việt duy nhất ở tại Sacramento làm chánh biện lý và cũng có sự xuất hiện của một số ca sĩ à, Đăng Kim Quốc Khanh và Minh Tuyết diễn ra vào ngày thứ bảy 25 tây tháng 2 à, tại à, Mibitas à, mà cái nhà cái nhà hàng này tên là XL à, Peninsula à, Mibitas và quý vị à, chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại Teresa qua số điện thoại 5109949754 5109949754 hoặc là trà mi 415 8660430 866 để biết thêm chi tiết. Dịp này quý vị có thể đặt câu hỏi với các dân cử cũng như là có dịp à, nối kết với thương gia ở khắp nơi bởi vì đây là hội thương gia, đa số những người tham dự đều là những thương gia. Đó là một trong những cái thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. <laughs> Đầu tiên hết, đó là bản tin một viên chức tình báo của Afghanistan tiết lộ là ông ta đã từng nhận được lệnh tấn công và gây hại thiệt mạng cho hàng trăm dân Nga, người thường dân vô tội. Một viên chức à, gọi là phó và bộ trưởng tình báo của Afghanistan đã khoe trên đài truyền hình quốc gia về vai trò của ông ta trong năm 2018 với những cuộc tấn, bong, tấn công à, bằng bom tự sát ở Kabul khiến cho trên 100 người bị thiệt mạng. Trong lúc mà xuất hiện trên cái đài gọi là Tolo News vào ngày 28 Tây, Tamir Chawad đã lên tiếng và nhận tín dụng cho cái uh, cuộc tấn công trực tiếp này cùng với một số những cuộc tấn công khác bao gồm các cuộc vụ tấn công uh, bằng xe và các cuộc vụ uh, tấn công bằng bom tự sát. Vào năm 2018 thì uh, cuộc tấn công này đã khiến cho uh, các cái uh, việc cấp cứu ở trên toàn Kabul uh, đã diễn ra một liên tục và trong đó có một vụ nổ lên tới 100 trăm thường dân bị thiệt mạng bao gồm luôn trẻ em và à, phụ nữ ít nhất là hai viên chức tình báo của hoa kỳ à, giấu tên và nói rằng là à, trong thời gian trước thì à, chuno tamir chawat à, nay có tên là Chaw, chawasaga là trong thời gian mà còn là chỉ huy trưởng của lực lượng taliban đã lãnh đạo một cái đơn vị mạng lưới network dùng để tấn công vào trong cái thành à, thủ đô kabul và trong đó được biết với tên là jihadis dawood hay là còn là dawood và trong đó thì à, về viên chức này bây giờ lên tiếng khoe khoang ở trên đài truyền hình và cho rằng ông ta đã ta có những cái vai trò lớn trong việc mà lúc mà Taliban còn chưa chiếm lại được cái toàn bộ quyền ở Afghanistan họ thường mở các vụ vụ tấn công nhắm vào các địa điểm thường dân vô tội ở tại thủ đô Kabul đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và à, xin lỗi quý vị của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng ngàn cái à, súng trường, đạn dược và các loại à, hỏa tiễn chống tăng từ Iran. Hoa Kỳ đã tịch thu được hàng ngàn các cái loại súng trường và gồm gần chục khẩu à, à, hỏa tiễn chống tăng à, từ à, Iran đã chuyển trong một cái đường là qua đường tàu. Tin cho biết thì à, bộ chỉ huy của Hoa Kỳ gọi là Sencom đã báo cáo rằng họ đã phối hợp với lại các lực lượng hải quân quốc tế đối tác của họ để thành công ngăn chặn việc chuyển ít nhất là 3.000 cái à, súng trường à, từ Iran tới Yemen và cùng một lượt với những loại loại súng trường này các viên chức cho biết họ đã à, tịch thu được khoảng 600.000 à, các loại đạn dược khác nhau và 23 cái hỏa tiễn à, chống tăng trong ngày 15 tây tháng 1 vừa qua thì ở tại vùng vịnh Góa, Oman nơi mà lực lượng chỉ huy Hoa Kỳ có trụ sở tại đây và lực lượng hải quân của đối tác Hoa Kỳ đã cho biết rằng họ tịch thu được ít nhất một chiếc tàu chở những loại súng đạn này và đây được xem là nơi thường xuyên có những vụ buôn lậu vũ khí thông qua cái khu vực này và một chiếc tàu của Pháp đã bị ngưng bị tình nghi là đã buôn lậu các cái loại vũ khí ở Yemen vào ngày 15 tây tháng 1. Và trong đó thì các lực lượng của Pháp đã mở chiến dịch và lục xét chiếc tàu này. Các binh sĩ đã phát hiện được khoảng 3.000 khẩu súng, 500.000 viên đạn và 20 cái hỏa tiễn chống tăng theo tường trình của tàu Washington Journal. Hoa Kỳ và Pháp cũng như là Hải quân của anh đã phối hợp trong nỗ lực ngăn chặn việc Iran đã có chiến dịch gọi là chuyển vũ khí lậu qua cho phía của Yemen và trong đó thì Iran vẫn hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo Houthi tại đây, được xem là nhóm Hồi giáo thân Iran đang có cuộc nội chiến ở tại Yemen với chính quyền của Yemen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đại sứ Hoa Kỳ lên tiếng cam kết là sẽ cô lập Nga ở tại Liên Hiệp Quốc. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Linda Thomas Greenfield cho biết là chính quyền của Joe Biden và các đồng minh của họ đang làm việc để tìm cách cô lập Nga ở trên cái mạng lưới của toàn cầu và kêu gọi việc mà gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tìm cách trục xuất Nga và ra khỏi đây. Bà đã nói chuyện với một cái cuộc phỏng vấn trong cái Headquarter của hãng thông tấn Bloomberg trong đó thì Hoa Kỳ và các viên chức của Liên hiệp Âu Châu cùng với lại các viên chức của Ukraine đã thảo luận về các cái vấn đề bao gồm luôn vấn đề minh bạch về việc tái xây dựng giữa lúc mà ông Tổng thống Zelensky đang có những cái chiến dịch gây gắt chống lại nạn tham nhũng Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine các cái đạn pháo kích tầm xa cùng với là một phần trong số uh, uh, hỗ trợ ngân sách về quân sự cho Ukraine lên tới 2 tỷ Mỹ Kim, một nguồn tin cho biết. Và trong đó thì đặc sứ Hoa Kỳ lên tiếng nói rằng là họ cần phải phối hợp với lại các quốc gia đối tác và đồng minh để tìm cách cô lập Nga tại cái cơ sở của Liên Hiệp Quốc, tức là bao gồm cả Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là một trong những cuộc vận động mới của Hoa Kỳ nhằm ngăn cản tầm ảnh hưởng của Nga Nga là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm có Anh, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có 15 thành viên, trong đó 10 thành viên luân phiên và 5 thành viên thường trực. Và Nga là một trong năm lá phiếu thành viên thường trực tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ đã ngăn chặn được các đạn rocket bắn từ giải Gaza. Bản tin từ theo Aviv cho biết thì Các lực lượng dân quân đã bắn đạn rocket Vào phía nam của à, Do Thái Vào ngày thứ tư Và trong đó gần như họ đã báo động Trên toàn khu vực này à, Đặt tình trạng khu vực này vào sự báo động khẩn cấp à, Sau khi mà đảng gọi là Ultra Nationalist Tức là đảng à, à, dân tộc cực đoan của Do Thái Đã nắm quyền Các đạn rocket này bắn vào từ giải Gaza Đã bị ngăn chặn theo tường trình của giới quân sự của Do Thái cho biết Và trong đó thì phía Do Thái Đã sử dụng các cái à, à uh, uh, chiếc phi uh, cơ để mà bắn hạ tất cả những cái đạn rocket bắn vào lãnh thổ của họ. Giới chơi uh, uh, các cái uh, cư dân ở địa phương cho biết, họ liên tục nghe những tiếng nổ và các cái xe cấp cứu của Do thái đã hú liên hồi khi mà nhận được ít nhất là đã có một uh, phụ nữ 50 tuổi bị thương khi mà bị té trong lúc mà đang ở trong một cái trại tạm cư. Hành động của phía Do Thái trên bầu trời trong ngày thứ tư diễn ra giữa lúc mà nhóm dân quân Hamas tại đây đe dọa là sẽ có những cuộc giao tranh gây gắt hơn đối với lại lực lượng của Do Thái. Bên cạnh đó, thì à, cố và đặc trách về vấn đề an ninh quốc gia của Do Thái là Itamar Ben-Gvir lên tiếng và cam kết rằng sẽ đối xử với những người Palestine bị bắt giữ tại do Thái một cách nghiêm túc giữa lúc mà đang có cái hoạt động giữa nhóm Hamas kiểm soát tại giải Gaza và rất nhiều những người Palestine đã bị trả thù trong nhà tù và được xem là anh hùng đối với người dân Palestine. Đây được xem là một trong những cuộc ngăn chặn mới nhất của phía do Thái đối với lại các cái hoạt động của nhóm dân quân hồi giáo Hamas và hát tại đây thường xuyên bắn các đạn rocket của họ từ giải Gaza vào lãnh thổ của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. <cười> <cười> Xin lỗi quý vị. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng với một số những thượng nghị sĩ khác ở trên sàn Thượng viện đã đòi hỏi công ty Direct TV phải trả lời về việc mà họ loại trừ công ty Newmark ra khỏi platform của họ. Bản tin mới nhất cho biết, bốn thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã gửi một lá thư cho giám đốc của DirecTV và cái công ty kiểm soát về DirecTV là AT&T gia tăng mối lo ngại về việc thời gian gần đây họ đã hủy bỏ cái chương trình của đài truyền hình Newsmax TV ở trên cái platform của họ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa tại Texas, Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina, Mike Lee của Utah và Tom Cotton của Arkansas đã viết lá thư gửi cho Tổng Giám đốc điều hành của DirecTV là William Morrow và cũng như là Tổng Giám đốc của công ty AT&T là John Stanley cùng với lại Tổng Giám đốc của TPG là John Wacorite để đòi hỏi một câu trả lời về việc tại sao họ lại à, loại trừ công ty à, Newsmax ra khỏi cái à, platform của họ. Ông Cruz được xem là thành viên cao cấp của quỹ ban đặc trách về thương mại khoa học và à, giao thông vận tải. Ông Graham là thành viên cao cấp của quỹ ban tư pháp tại thượng viện à, và trong đó à, bao gồm luôn cả cái à, đặc trách về vấn đề viễn thông và kể cả những vấn đề liên quan tới dân sự. Và điều này thì ông à, lên tiếng thì để đưa ra quyết định này là một cái hành động mới nhất mà các cái cái công ty này đã có hành động bức hại tiếng nói chính trị đặc biệt là họ lại thiên vị cho những thành phần cấp tiến của dân chủ các vị thượng nghị sĩ đã viết trong lá thờ. chúng tôi viết lá thờ này yêu cầu các cái chi tiết và những cái đặc biệt liên quan tới hành động của Direct TV quốc hội và công chúng là cần có cái quyền biết được lý do tại sao Direct TV lại hủy bỏ chương trình của Newsmart với cái động cơ chính trị trong đó bao gồm công ty này đã gia tăng áp lực đối với lại các viên chức của chính quyền liên bang hoặc là của dân chủ ở quốc hội đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất nhắm vào hệ thống Direct TV đã loại từ công ty Newsmart ra khỏi cái platform của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Quỹ ban tư pháp tại Hạ viện lên tiếng cho biết nên kể ra câu chuyện con người trong cái cơn khủng hoảng về biên giới. Quỹ ban tư pháp tại Hạ viện sẽ nói về những câu chuyện con người ở cái cơn khủng hoảng biên giới phía nam của Hoa Kỳ vào ngày thứ tư trong cái cuộc điều trần đầu tiên trong đó khởi động cho hàng loạt các cuộc điều tra về cục an ninh nội địa tức là DSS, một người cha nuôi của một đứa trẻ 15 tuổi đã bị chết bởi vì chất cấm ở tại Hoa Kỳ ở tại phía nam của Arizona và việc cảnh sát đã nơi cho biết là nơi đây đã bị tác hại rất lớn của các chất cấm gồm có fentanyl và chính quyền của Joe Biden đã gây ra cơn khủng hoảng này theo cái tập 1 và quý vị theo với nói với mọi người là câu chuyện về con người của quý vị những diễn ra tại đây đó là lời phát biểu của chủ tịch ủy ban tư pháp jim Jordan của ohio đã nói với lại các cái thông tín viên và trong đó thì chúng tôi muốn lắng nghe những câu chuyện liên quan tới vấn đề này bên cạnh đó thì chủ tịch của ủy ban tư pháp cho biết rằng là ông muốn có giây phút với lại làm việc với lại chủ tịch ủy ban tư pháp tại thượng viện là thượng nghị sĩ đức dobin của đảng dân chủ tại illinois và trong đó đôi bên đã có một cái cuộc nói chuyện trước đây và đầu tiên hết là ông ta nói rằng Câu hỏi đầu tiên, ông ta nói rằng chúng ta đã thấy được những cái trại tạm trú ở tại Chicago, nơi mà tôi thấy 150 di dân từ Texas tới, bởi vì thống đốc tại đây đã gửi những người dân tại đây. Tôi nhìn thấy và tôi thấy được họ giống như những con bò, giống như ở Texas. Đó là lời phát biểu của ông Jordan khi mà họ bị đối xử một cách tàn tệ. Và trong đó thì theo chương trình của Brett cho biết, thì quỹ ban này đã bắt đầu cho mở ra cuộc điều trần liên quan tới vấn đề biên giới. Và chúng tôi sẽ bắt đầu có thêm những cái lời khai của các nhân chứng, bao gồm những di dân bất hợp pháp có mặt ở tại Hoa Kỳ, chúng ta đã có khoảng 1.000 người bị thiệt mạng khi mà băng ngang qua biên giới và chúng ta và đã có những người đã bị bỏ rơi ở trong những chiếc xe van nóng bỏng và họ bị chết ngọt và rất nhiều người khác đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều trần của hạ viện nhằm nỗ lực điều tra về tất cả các hoạt động của bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ dưới quyền của ông Alejandro Mayorkas người được xem là cố tình mở mở cửa biên giới cho thành phần di dân bất hợp pháp tràn qua và tạo nên cơn khủng hoảng nhân đạo đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cuối cùng thì Joe Biden và chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy có thể đã kiếm được bản đồng thuận trong vấn đề mà nợ trần quốc gia, theo tường trình của phía văn phòng chủ tịch Hạ viện cho biết. Ông Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa là ông Kevin McCarthy đã có sáng kiến đối thoại vào ngày thứ tư, gia tăng về hoặc là cho phép chính phủ Hoa Kỳ có thể vay mượn thêm à, tiền trong cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên và đôi bên làm việc chung với nhau và có một cái tính chất tích cực và đóng đôi trong đó. Ông McCarthy cho biết đôi bên đã tìm được sự đồng thuận. Tổng thống và tôi đã có một cái cuộc gặp gỡ rất là tốt lần đầu tiên. Ông McCarthy đã phát biểu với các thông tin viên sau khi có gần một tiếng rưỡi đồng hồ gặp gỡ. Và chúng tôi đã chia sẻ những quan điểm cái nhìn và ông ta chia sẻ phần của ông ta. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ kiếm được một cái bản đồng thuận chung. À, vị tổng thống của Đảng dân chủ và chủ tịch hạ viện của Đảng Cộng hòa à, người đang kiểm soát về các thành viên trong hạ viện trong à, cuộc bầu cử tháng 11 và và vừa thắng được và trong đó đôi bên đang bị bế tắc trong việc mà gia tăng nợ Trần Quốc gia hiện nay là 31.400 tỷ Mỹ Kim trong đó thì à, tòa Bạch ốc à, Jean-Pierre nói với các thông tin viên là tổng thống đang tìm cách làm việc rất gần gũi để có thể có được một cái giải pháp để à, à, cùng làm việc với phía Đảng Cộng hòa để có được một niềm tin và theo đường hướng của lưỡng đảng trong khi đó thì viên chức ở tòa bạch ốc và tòa phòng bầu dục cho biết là đây được xem là một trong những cái hành động đặc biệt là họ đã mở ra cái chuông trong vài tháng qua kể từ khi mà có sự đối đầu giữa đôi bên hiện nay thì vẫn chưa biết bản đồng thuận này như thế nào tuy nhiên thì ông Kevin McCarthy cho biết rằng là ông sẽ làm việc với chính quyền Joe Biden về phương cách mà sử dụng nguồn tiền của chính quyền liên bang để có thể làm được tất cả những cái cần thiết đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cuộc gặp gỡ giữa ông McCarthy và ông Joe Biden. Cùng lượt, FBI cho biết họ không kiếm ra tài liệu mật trong căn nhà ở ngoài bờ biển của ông Jordan. Bản tin mới nhất từ Cơ quan Điều tra Liên bang nói rằng là họ không kiếm được bất kỳ một tài liệu nào mới ở căn nhà ở Rehoboth uh, Beach ở Delaware. <laughs> được xem là căn nhà nằm ngoài bờ biển của ông Jordan vào ngày thứ Tư. Theo tường trình của luật sư cá nhân của ông Jordan cho biết, các nhân viên của FBI đã lấy đi một số những cái bản viết tay và một số những tài liệu có liên hệ tới việc thời gian mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống để mà duyệt xét theo tường trình của các luật sư của ông ta là Bob Power cho biết như trên. Sau khi các nhân viên này có đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ lục soát căn nhà và không có một cái tập tài liệu nào với những cái dấu mộc là bảo mật được phát hiện, ông Bauer cho biết. Và việc này cũng tương tự như tiến trình ở Wimbledon thì Bộ Tư pháp đã review, tức là đã duyệt xét tất cả những cái tài liệu và những bản viết bằng tay liên quan tới thời gian mà ông ta làm phó tổng thống. Trong cuộc lục soát ngày thứ tư, thì đây là lần thứ ba trong vòng 3 tháng qua, các nhân viên đã tìm cách lục soát các cái tài sản của ông Joe Biden sau khi mà có tập tài liệu bảo mật phát hiện Bộ tư pháp đã lục soát ở khu vực ở Robin Beach à, ở Delaware nơi mà căn nhà thứ hai của ông Joe Biden vì tình nghi là có được những cái tài liệu mật, đó là một trong những bản báo cáo mới nhất và điều này cho thấy rằng là Bộ tư pháp đã cố gắng chứng minh thái độ không thiên vị của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lần đầu tiên xuất hiện trở lại ở Washington DC, nhà tỷ phú Elon Musk trở lại đây với vai trò lãnh đạo của công ty Twitter và ông đã bỏ mặt tất cả những cuộc gặp gỡ với những thành viên đảng Dân Chủ. Bản tin mới nhất cho biết thì nhà tỷ phú Elon Musk là chủ nhân mới của công ty Twitter đã gặp gỡ với hàng loạt các thành viên trong quốc hội với của đảng Cộng Hòa và không có dự tính gặp bất kỳ một nhà lập pháp nào của đảng Dân Chủ trong chuyến đi đầu tiên của ông ta tới thủ đô à, trong vai trò mới. Ông Musk đã gặp gỡ với lại chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy à dân biểu jim jordan là chủ tịch của ủy ban tư pháp cùng với lại một số những dân biểu khác trong chuyến viếng thăm của ông tới washington dc vào tuần trước và chuyến viếng thăm này bao gồm luôn việc gặp gỡ với một số viên chức của tòa bạch ốc trước đó thì ông cho rằng là ông có thể gặp gỡ với chủ tịch khối thiểu số tại hạ viện là ha kim jeffrey à, tuy nhiên thì à, cuối cùng ông ta đã không có dự tính gặp bất kỳ một dân biểu nào của đảng dân chủ tờ politico chỉ ra cho thấy là ông mccarthy và chim jordan và ông mất đã, đã gặp gỡ và bên cạnh đó ông cũng gặp gỡ với một số thành viên cao cấp khác của đảng cộng hòa bao gồm nhân vật số 2 của đảng đảng cộng hòa tại hạ viện là dân biểu Steve Carish của đảng cộng hòa tại Louisiana, à, bộ trưởng đặc trách về năng lượng và thương mại là Katy McMorris Roger của đảng cộng hòa tại Washington và gia chủ tịch của ủy ban giám sát tại hạ viện là dân biểu James Comer. Tuy nhiên thì trong lúc gặp dân với gỡ với dân biểu James Comer, thì ông báo ông Bost đã loại trừ tất cả những cái uh, uh, cấm kỵ của các luật sư để cho thêm thông tin và điều này đã khiến cho một uh, thành viên của đảng nhà chủ cho rằng ông Musk đã có những cái hành động được xem là thiên vị và điều này sẽ là một cái lỗi lầm của ông ta. Khi được hỏi về về ông Musk thì ông Adam Schiff đã từng lên tiếng và chỉ trích ông Musk trong việc mà ông Musk đã cho phép cựu Tổng thống Trump được quay trở lại trang Twitter. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, đầu tiên hết là một bản tin cho thấy là có rất nhiều những kẻ tại Hoa Kỳ dư tiền đầu tư đã bỏ hàng tỷ mỹ kim để đầu tư vào kỹ nghệ AI tức là trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết những kẻ dư tiền bạc tại Hoa Kỳ đã có một cái lượng, lượng đầu tư khổng lồ vào trong cái chương trình nghiên cứu AI tức là Artificial Intelligence trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc bao gồm luôn cả công ty Intel, công ty Qualcomm và gần như là đây là những công ty đứng hàng thứ năm đầu tư tại Trung Quốc theo tường trình cho biết từ năm 2015 cho tới năm 2021 bản báo cáo đưa ra tập tài liệu này được công bố bởi CSET một trong những cái nhóm mà chính sách quản lý về à, kỹ thuật của trường đại học Georgetown Tao University cho thấy là có sự gia tăng giám sát chặt chẽ của Hoa Kỳ vào lĩnh vực AI và quantum cũng như là kỹ nghệ semiconductor, à, quantum computer và semiconductor. Giữa lúc mà chính quyền Joe Biden đang chuẩn bị công bố một cái mức giới hạn mới giới hạn các công ty của Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty kỹ thuật của Trung Quốc và theo bản báo cáo này 167 à công ty đầu tư của Hoa Kỳ đã tha à, đã có đến à, 401 cái sinh tức là chuyển tiền, chiếm khoảng 17% vào trong cái lĩnh vực AI của Trung Quốc và các công ty của Trung Quốc. Và số chuyển ngân này tổng cộng là 40.2 tỷ Mỹ Kim trong tổng số đầu tư, hoặc là 37% đã đầu tư vào các công ty AI của Trung Quốc trong vòng 6 năm qua. Và hiện vẫn chưa rõ trong bản báo cáo này cho biết là những dữ liệu của những công ty nào Quancom Ventura và Intel Capital là hai trong số các công ty đã đầu tư và 13 trong tổng số 11 cái các công ty đầu tư vào các công ty AI tại Trung Quốc. Đây là bản báo cáo mới nhất cho thấy nhiều công ty của Hoa Kỳ đã cố tình đầu tư vào Trung Quốc trong lĩnh vực AI vì giá nhân công rẻ chứ không phải vì sự sáng tạo của Trung Quốc. Họ tìm cách sáng tạo và tìm cách thúc đẩy sự sáng tạo tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt thì các nhà lập pháp ở tại quốc hội đã gia tăng áp lực với bà Janet và ông Blinken là phải lên tiếng về đại tội ác của đảng Cộng sản trong chuyến viếng thăm Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết một nhóm các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã thúc giục ông Ngoại trưởng Anthony Blinken và bà Bộ trưởng Tài chánh là Janet phải buộc đảng cộng sản trên trung quốc phải chịu trách nhiệm về những cái tội ác của họ trong chuyến viếng thăm sắp tới ở trung quốc ông blinken và bà Yellen cả hai cũng sẽ bay tới trung quốc trong những tuần lễ sắp tới và được xem là những viên chức cao cấp về ngoại giao và thương mại của hoa kỳ đến trung quốc kể từ năm 2018 và trong một lá thư đề ngày 1 tây tháng 2 được soạn bởi các nhà lập pháp của đảng cộng hòa trong đó đã gửi cho bà ông blinken và bà Yellen cảnh báo rằng hai người này À, sẽ không có được phép tới Trung Quốc à, để mang tính chất à, tuyên truyền chiến thắng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi thúc giục quý vị à, trong cái chuyến bay tới Trung Quốc là phải buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là Chinese Communist Party gọi tắt là CCP chịu trách nhiệm về các cái hoạt động và vi phạm nhân quyền, những cái hành động bất công về mậu dịch và gia tăng sự bức hại ở khu vực Indo-Pacific. Lá Tề đã viết gì trên và bất kỳ mà một cái hành động nào đều là một cái sự đe dọa đối với quốc gia của chúng ta. Hoa Kỳ cần phải gạt bỏ tất cả những cái chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và lá thư này đã được gửi ra bởi thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng hòa tại Florida và đồng ký tên gồm có các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, bà Marsha Blackburn của Tennessee, Ted Buck của North Carolina, Shelley Moore Capito của West Virginia, Bill Cassidy của Louisiana, Kevin Cramer của North Dakota, Lindsey Graham của South Carolina, Chuck Grassley của Iowa, Bill Hatchety của Tennessee, uh, Joe Harvin của North Dakota, Pick Rickett của Nebraska, Eric Smith của Missouri, Rick Scott của Florida và Dan Sullivan của Arkansas. Lá thư này lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đã vi phạm trầm trọng về nhân quyền, đặc biệt đối với cộng đồng thiểu số tại khu vực Tân Cương, nơi mà Hoa Kỳ nhận đây là hành động diệt chủng. Đây được xem là một trong những áp lực mới nhất trước khi mà ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken có mặt tại Trung Quốc vào ngày Chủ nhật và sau đó là chuyến đi của bà Janet Yellen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện, nhân vật số 3 của Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc có thể muốn tôi đi đâu thì tôi đi đó. Tôi I don't think China can tell me where to go. Đó là lời phát biểu của ông McCarthy đã phản ứng với lời cảnh báo của Cộng sản Trung Quốc trước cái chuyến viếng thăm tiềm năng của ông tới Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy đã bắt đầu có những ngôn ngữ cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảnh báo khi mà họ cảnh báo là ông không nên tới viếng thăm Đài Loan trong một cái và chuyến đi được xem là tiềm năng tới cái đảo quốc đại dân chủ này khi được hỏi là đảng cộng sản trung quốc đưa ra lời cảnh báo như vậy ông có tiếp tục viếng à, tâm đại đảo quốc đài loan tương tự như bà nancy và hay không thì ông kevin McCarthy trả lời tôi không nghĩ trung quốc có thể nói là tôi phải đi đâu bất cứ giờ phút nào Ông đã nói với lại trời giới truyền thông như trên được xem là một trong những cuộc họp báo khá quan trọng và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tìm cách gọi là cản trở chuyến đi này của ông Kevin thi và cho rằng hành động này là đã vi phạm vào cái cam kết gọi là One China Policy. Hoa Kỳ không nên À, nhận bất kỳ một cái mệnh lệnh nào từ đảng Cộng sản Trung Quốc và chúng ta không phải là một cái chế độ độc tài và không phải chịu đựng bất kỳ một cái lời là lời nói nào từ phía Trung Quốc và chúng ta có chủ quyền và chúng ta là một quốc gia tự do. Đó là lời phát biểu của nữ dân biểu Michelle Steele của California trong một email gửi ra khi mà được đặt câu hỏi đến vấn đề mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã có lời đe dọa với ông Kevin McCarthy. Tôi rất là hân hạnh ông Kevin McCarthy đã đứng chung với những người dân của Trung Quốc và đầy hy vọng ông ta sẽ có một chuyến chiến thăm đầy tích cực. Đó là lời phát biểu của dân biểu Tom Tiffany đã đưa ra. Người các nhà lập pháp Hoa Kỳ không cần phải có một cái sự cho phép của Trung Quốc thì mới viếng thăm các đồng minh và đối tác của mình. <laughs> Đây được xem là một trong những cái hành động thách thức của Quốc hội Hoa Kỳ. Việc mà mối quan hệ của Đài Loan và của Hoa Kỳ đã được cải thiện và thắt chặt hơn sau khi lưỡng đảng đã có sự đoàn kết bên cạnh hỗ trợ cho Đài Loan. Đặc biệt là sau chuyến viếng thăm của bà Chủ tịch Hạ viện trước đây là Nancy Pelosi. Và trong cái việc mà phản ứng này thì Trung Quốc đã có hành động khiêu khích là bằng cách là họ tổ chức ít nhất là 6 cuộc tập trận để đe dọa chuyến đi của bà. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn cảnh báo là sẽ có những mạ phản ứng mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn tiếp tục các cuộc tập trận. Bản tin mới nhất cho biết Bắc Hàn trong ngày thứ năm 5... <laughs> đã đưa ra lời đe dọa là sẽ có hành động phản ứng mạnh mẽ với Hoa Kỳ khi mà gia tăng các cuộc tập trận quân sự với Nam Hàn và tìm cách đối phó về việc mà Bắc Hàn đang gia tăng cái tham vọng về vũ khí nguyên tử và nói rằng giới đồng minh này sẽ đẩy cái mức căng thẳng tới mức lằn tranh đỏ trong một bản statement được bộ ngoại giao của bình Nhưỡng đưa ra để đối phó với lời phát biểu của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Lloyd Austin trong lúc mà ông Viếng thăm Seoul vào ngày thứ ba nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng các cái lực tài sản quân sự của họ ở tại bán đảo Triều Tiên à, Đại Hàn trong đó bao gồm các chiến đấu cơ, các hàng không mẫu hạm và gia tăng các cuộc tập trận với lại binh sĩ của Nam Hàn và Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho các cái chiếc uh, bomber gọi là B1B và các loại F322 và F35 tham gia chung các cuộc tập trận với các uh, chiến uh, binh sĩ của Nam Hàn vào ngày thứ tư và nói rằng cuộc tập trận này là cần thiết để có thể kiềm chế cái khả năng gọi là phát triển và tham vọng về nguyên tử của Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ của phía Bắc Hàn đưa ra ngay sau khi mà ông Lloyd Austin đã cam kết sẽ có thêm vũ khí của Hoa Kỳ lắp đặt trên lãnh thổ của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc cũng như của Nam Hàn ngày hôm nay và Bắc Hàn. Bên cạnh đó thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã vinh danh một nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc có tên là Ding Xiaxi là một người đã bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc là Ding Xiaxi là một trong 10 nhà hoạt động mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh là những người can đảm nhất của năm 2023 trong cái hội nghị thường niên có tên gọi là Global Human Rights Defender Award. Ông Đinh vốn là một kỹ sư, sau đó ông đã lấy được bằng luật sư, được xem là một trong những nhân vật trí thức cao cấp nhất đã bị Trung Quốc bắt giữ trong cái cuộc dập tắt nhân quyền. Ông được xem là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ và đã tham gia vào cái phong trào gọi là New Citizen. Trong đó đòi hỏi phía đảng Cộng sản Trung Quốc phải giải thể và phải tôn trọng cái ý nguyện của người dân. Ông đã làm việc chung với lại phong trào này cho tới khi mà ông đã bị bắt giữ bởi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc và bị kết án tù. À, và hiện nay thì ông đã được trao giải này. Đây được xem là một trong những cái giải thưởng dành cho những nhà hoạt động can đảm về nhân quyền trên toàn thế giới do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chủ xướng. Và lần này, ông là một trong những nhà hoạt động, 10 nhà hoạt động đã được vinh danh ở trong cái buổi la lễ của Bộ Ngoại giao tổ chức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, Nghị viện Canada bỏ phiếu một cách gần như thống nhất để tái định cư cho khoảng 10.000 người duyên ngô nhĩ đã đào thoát khỏi cái cơn diệt chủng của Bắc Kinh. Bản tin mới nhất cho biết, Nghị viện của Canada gần như đã bỏ phiếu một cách tuyệt đối để hỗ trợ cho một cái nghị quyết kêu gọi chính quyền liên bang, tức là chính quyền của Canada phải tái định cư cho những người duy ngôn nhĩ ở Canada trong vòng 2 năm tới trong nỗ lực mà họ đang tìm cách đào thoát ra khỏi cái nạn diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ lúc này đã được giới thiệu bởi dân biểu thuộc đảng cấp tiến là Samir Zubari, một trong những thành viên đã đưa qua và đã được thông qua ở một cái tiểu bang ở một cái quỹ ban ở trong nghị viện và trong đó gần như là họ đã đạt được một cái tuyệt vời nhất là tổng cộng 300 22 phiếu thuận và không có phiếu chống Đây là một giây phút lịch sử Ông Zubari đã phát biểu trong cuộc họp báo Về cuộc bỏ phiếu này Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đã có sự thống nhất Về vấn đề liên quan tới người Duy Ngô Nhĩ Và cái cuộc bỏ phiếu này là phải dành ra một cái lộ trình dành cho khoảng 10.000 người Duy Ngô Nhĩ tìm cách đào thoát ra khỏi Trung Quốc trong vòng 2 năm tới, được cái quyền tái định cư tại Hoa Kỳ, ơi, xin lỗi tại Canada, sau khi mà họ bị bức hại về vấn đề tôn giáo, về niềm tin tôn giáo hoặc là bởi vì họ là người cộng đồng thiểu số trong một cái cơn gọi là bức hại về cộng đồng thiểu số và tôn giáo của Cộng sản Trung Quốc mà Hoa Kỳ và Canada xem đây là hành động diệt chủng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ của Trung Quốc và của Canada ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.